PC cầm pho kìa. Cầm pho đấy biết làm gì không? Anh em cân cả bản đồ. Anh phổ báo gần bằng rồi đấy. Mẹ sư tử cầm dân mới chạy kìa. Khéo kiểu sao. Không, không phải ăn nhưng mà mọi người cùng ăn rồi. Thời gian này tìm đồ khó lắm. Cái quả sắp hết mẹ, mình chưa thấy gì luôn. Mấy con cơ? Lộc lá thế thì em hay là ai đi ai ăn thì em mẹ rồi hả anh chơi em rồi lấy tại sao có trước mỗi người có một cái màu gì cái dấu điều khiển chiến thắng cái đơn kim nhỉ? Dạ. Thỉnh thoảng em thấy trước tên của mình ấy chắc anh nhìn nhiều hoa mắt ấy. Nhà sẽ bo được lập nhiều không biết làm gì mình ngồi chờ ngồi nhìn nó làm.
vì anh đã quên năm tôi. Mình nhìn có phải xong. Chơi một quất thôi. Ê, bị đánh chưa ấy kìa. Bị đánh rồi. Dạ. Anh đánh đi. Chạy anh đánh góc 11 giờ đi. Thank you.
Anh tính đòm đâu anh ơi? Anh sẽ đẩy đẩy ngay 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 phía nhà Fly này, nhà Fly này. Nhà Fly chạy rồi. Anh đẩy đẩy quân đi đi. Anh chỉ đánh nhà Fly, Fly không dám đánh nhà Kim đâu. Nhà Kim đâu? Đâu? Chưa chưa thấy nhà nó đâu cả. Mình không dám đánh. Cái đẹp. Đuổi ta đây. Vâng. Anh thấy anh đẩy đẩy lên góc 12 giờ đánh VK đi để em đẩy đẩy lên nhà Kingdom. Đây. À quên mất đấy. 9 giờ. Tiêu ở đâu? Đấy anh đẩy đẩy lên này nha VK đi. Nghe bảo kho lồng thịt lồng gỗ ác lắm mà đi mẹ. Thế nào kêu hô. Nghe em xa quá đẩy nó chậm. Thì anh sẽ đẩy lên nhà VK đi. Cứ đẩy đẩy hết lên nhà VK thì em đẩy nhà Kinh Nhòm này. Để hết lên nhà VK đi để phát triển nữa. Có 6 thằng dân đi chơi từ đầu trận đến giờ. Thế là sao? Đi con là nhà anh nhé. Vâng. Anh đẩy đi, anh cũng không ai anh đẩy lên đi. Thank you.
con. Hết rồi. Chị để đây. Đây ca khôn lắm. Hay lừa lừa tình. Còn cái gì đâu. Cô đơn góc mấy giờ rồi nhỉ? Cô đơn á? Hả? Cô đơn là góc 4 năm giờ rồi nhỉ? 4 năm rồi đấy. Để cái bước quá. Không vào được nhà đâu. Nháy bay chưa? Anh để nhà Vega xong chưa? Để nhà Fly xong chưa? Lên lên lên, lên nhà Kingdom đi. Đấy đúng rồi đấy. Đấy tụ quân đấy. Họ ra bắn. Để em ra pháo luôn. Chạy chạy đi. Rìa không nhau. Đi anh này, vào vào trong đi. Chờ tí được. Ừ. Em vào dần nhá. Vào đây, vào nhà Kinh Đông đi. Đôi mới sợ nhá, điền. Lên hot à. Ai lên hot? Spark à? Dạ. Thì anh Sơn đây. Anh nhé. Kia bảo pháo em anh ơi, chạy đâu ấy? Chẳng dấn gì nhỉ? Nhà nghèo quá. Bảo vệ pháo. Không, anh đưa một đám cát vào.
Rồi, đây đem vào pháo. Thôi mà nhập QC sai rồi đánh cái gì, cái đội nhà đêm gì nữa. Ôi, trận nữa thua đấy. Em ơi, trận này may mắn lắm mới thắng được. Nhà nghèo đấy, nếu đánh lên được nhanh thì mà đi chém được. May quá được trận thắng. Lên đời sớm thế. Kỳ nèo nó đang to, to đùng, bất ngờ. Tội con đo với đái, bạn đội trưởng trận này to với đái, anh em bè. Nếu mà hiển quân con để trận, mình đẩy xuống nhà quân đương lúc 4 giờ thì 2 nhân đi qua nhà Sơn thì chết bao nhiêu quân. Để xuống nhà, em mới qua nhà Lê Sơn là sao? Mạng như sao nào? Đâu, tao đang phá nhà nha, thì mày đưa công an. Rồi, có bạn ở đây, vào đây. Tao, tao bắn nhà nha mà, nhà nha mà. Mày đưa công an đi qua, nó tao vớt một lần hết luôn. Không, mẹ quần qua mạnh thật. Còn có 5 con mà nó giết được mấy con người rồi anh. Thì cái đám đấy sau mày phát hiện được hay nó vừa bắn lại thế nào ấy. Chị.